Quay hóa đơn có hết. Thế ví dụ cái con này có ông ý thì như thế nào? Con nào? Con CD4 này. Củ ông ý không? Củ gì luôn? Củ ba chạm luôn. Ông ý cầm cái củ VNA sang mà. Mà kìa mình cắm ở đây nó vẫn mát từ rưỡi đi. Ok. Cho con thép 1 này thì mình em cầm qua bên ông.